Thưa quý vị, thưa các bạn, dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu. Dịch bệnh còn khiến các vấn đề xã hội như tình trạng việc làm, lao động đối diện với nhiều thử thách nghiêm trọng. Tại Việt Nam, dệt may là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Lần đầu tiên, tất cả các mặt hàng xuất khẩu của ngành dệt may và ngành may mặc đều bị suy giảm. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatex, tính đến hết tháng 5 năm 2020, xuất khẩu may mặc Việt Nam giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may và da giày giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu vào thị trường Mỹ giảm 14,9%, thị trường EU giảm 19%. Hai thị trường này đã chiếm gần 60% giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam. Ngay khi dịch bùng phát, các phương án ứng phó để tồn tại đã được Vinatex đưa ra và tự thân doanh nghiệp chủ động chuyển hướng. Trước mắt, doanh nghiệp xác định giải quyết nhanh gọn đơn hàng chưa bị hủy, tập trung thị trường nội địa và sản xuất mặt hàng phòng dịch. Và với trách nhiệm là một doanh nghiệp quân đội, chúng tôi luôn xác định mình phải có những hành động cụ thể, góp phần cùng quân đội, đất nước phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, đơn vị đã dành năng lực để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn cho Bộ Quốc phòng. Và theo đơn đặt hàng của Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, qua 3 tháng, tổng công ty tuy tiền lương giảm nhiều nhưng các công ty con chưa phải dừng sản xuất và cho công nhân nghỉ việc, góp phần cùng với các doanh nghiệp trong nước ổn định sản xuất và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ngày một nghiêm trọng, nhằm phân tích chứng thực những tác động của tình hình kinh tế thế giới đến triển vọng ngành dệt may Việt Nam, vừa qua tại Hà Nội, hội thảo công bố báo cáo dệt may Việt Nam tác động của COVID-19 và xa hơn nữa. Do chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong Trung Quốc thuộc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Nông nghiệp, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với ActionAid quốc tế tại Việt Nam đã được tổ chức. Tại hội thảo, Giám đốc chương trình nghiên cứu chiến lược Mekong Trung Quốc, trưởng nhóm nghiên cứu thực hiện báo cáo và các chuyên gia đã cùng nhau trao đổi và chỉ rõ, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn trên phạm vi toàn cầu, sự mở cửa trở lại của các nền kinh tế chủ chốt châu Âu và Mỹ với thế giới bên ngoài chưa xác định được rõ thời gian và mức độ, nên có thể nhận định rằng năm 2020 và năm 2021 sẽ là thời điểm hết sức khó khăn của ngành dệt may. Học viện đã thành lập cái Trung tâm Đổi mới Sáng tạo, là nơi quy tập nhiều chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thể chế chính sách nhằm tham gia giải quyết các vấn đề lớn của các bộ, ngành, các địa phương và tham vấn các chính sách cho chính phủ. Trước cái đại dịch Covid thì rất nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Học viện đã cùng với các nhà khoa học nghiên cứu đánh giá tác động của đại dịch Covid đối với một số ngành nghề có liên quan đến đời sống của người dân, doanh nghiệp dệt may Việt Nam. Có thể nói thì học viện là một trong những đầu mối cầu nối quan trọng để trong việc nghiên cứu và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ cho thực tiễn sản xuất. Trước thực trạng khó khăn, Vinatex, Hiệp hội Dệt may Việt Nam và cả ở cấp cao hơn là Bộ Công Thương đã gửi các văn bản kiến nghị chính phủ cùng các bộ ngành liên quan để có các giải pháp tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Việc Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU-EVFTA đi vào thực thi từ tháng 8 năm 2020 sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào EU được dự báo sẽ tăng với mức khoảng 6-7% đến năm 2025 so với khi không có hiệp định. Những tác động của COVID-19 và các thay đổi về chính sách đòi hỏi ngành dệt may Việt Nam cần mạnh dạn thay đổi, tập trung đổi mới sáng tạo để tạo ra nhiều giá trị tăng thêm cho ngành. Với quy mô nhập khẩu hàng dệt may mỗi năm hơn 250 tỷ đô la Mỹ, EU là thị trường nhập khẩu lớn nhất thế giới chiếm 34%, trong khi thị phần xuất khẩu của dệt may Việt Nam vào EU mới chỉ chiếm khoảng 2,7%. Như vậy, dư địa để dệt may Việt Nam gia tăng xuất khẩu vào EU sau khi EVFTA có hiệu lực là rất triển vọng. Mặt khác, hàng may mặc được xem là hàng tiêu dùng tương đối thiết yếu trong đời sống hàng ngày, nên nhu cầu của thị trường có thể phục hồi mạnh mẽ sau dịch. Vì vậy, các chuyên gia cho rằng năm 2020, doanh nghiệp cố tồn tại thì được coi là thắng lợi và sẽ vượt vũ môn trong thời gian tới.